Thầy nói đó là cái bài này bây giờ còn giấu chi đâu, từ đây đến đó không lâu mà chờ. Năm dần nhiều nỗi bơ vơ, bước qua năm mẹo như tơ rối cuồng. Năm mèo tháng mẹo chưa buồn, năm mèo tháng hợi đi tung dầm về. Vậy mà chưa mấy ủ ê, trung ương rồng lộn ê hề thay thi. Mèo kêu sức tớ ai bi, tới gà dậy ổ, dân thì mình đã tới đông gà năm dậu. Đấy, vậy đó, chơi đó. Chúng hồng trần nhiều nỗi bơ vơ, làm sao cứu những người hung ác. Khắp thế giới cửa nhà tan nát cùng sớm làng thưa thớt quạnh hiu. Bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập trời trở lại. Khắp lê thứ biến di thương hại, mới dùng phép màu lập lại thượng mơ. Diệt thiên cơ khùng tỏ sạch trơn, cho trần hạ tường nơi lao lý. Lão nào có bài điều ma mị, mà gặt lường bổn đạo chúng sanh. Đức Minh Dương ngự chốn Nam Thành, đặng thân xử những người bội nghĩa. Rồi cung với hiếu ta nên trao đĩa, hiền với lương bổn đạo rèn lòng. Thường nguyện cầu siêu độ tổ tông, với bá tánh vạn dân vô sự. Đời quân hạ nhiều người hung dữ, nên xảy ra lắm sự tai ương. Đức Di Đà xem thấy xót thương, sai chư Phật xuống miền dương thế. Mới tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng. Cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Cái đoạn đó tao quên rồi, mà khúc đó đoạn đó hay đi dữ lắm đó. Đó là cái quyển gì của Đức mà thầy đã nói. Cho nên sau khi rồi là tiêu hết trơn đó. Cha nọ bồng con vợ khóc hòa, tan nát sớm truyền khổ dữ a. Nhà không kẻ ở ôi nói trước, mình nếu sẵn trên lời gặp thiết tha. Tính đấy, đâu phải nó chơi lắm, chứ cái khổ não là tới dữ lắm rồi. Nhưng cái này đó, mình đó, không có nói qua vấn đề nó quá mức được. Cũng nói theo cái thời gian của Đức Thầy đó, dần dần nó cũng đi tới thôi. Chứ không có phải mình nói mấy cái chuyện đó mà mấy ông sợ. Giờ cái đời này nó ngộ, nói gì mấy sợ hãi gì mấy ông không có sợ. Ngộ vậy chứ không phải như người xưa đâu. Xưa mình sợ chết, sợ khổ lắm, sợ bất hiếu với cha mẹ ông bà, không vậy là không có sợ. Bởi vì cái đời này nó khác, cho nên bọn gái mới ra đường thao thớt bỏ sạch trơn nề nếp ông cha. Các thánh tình người cổ nước ta nên phải chịu đớn đau đủ cách. Trai với gái ráng coi sử sách và đứng trung thần với kẻ tiết đinh. Dọn về trong với gọi đẹp xinh, chứ mang lốt về ngoài chẳng tốt. Dạy chẳng đặng lòng như lửa đốt khắp nhân gian, chưa đặng ba phần. Cho nên vì vậy mà con người của mình nó khốn khổ gian nan mà không chịu cái vấn đề đó. Không chịu tu, không chịu sửa, không chịu làm. Thầy lạc tới không ai chỉ bảo, như vịt con dìu dắt nhờ gà. Phải nghĩ suy cặn lẽ mới là, nay gặp gốc phải mau tầm gốc. Để gặp Phật ngồi mà than khóc, rồi gỡ làm sao hết cối mà về. Đó, mắt nhìn xem yêu quái bụng về, bể ác đức nên không ai cứu. Thì cái này đó thầy đã chỉ mình rõ ràng mấy chuyện đó, cho mình biết, mình dễ hiểu, dễ nghe, dễ nắm bắt được. Tất cả mà mặt mà đâu có làm được đó. Qua thứ hai đó, thầy nói đó, nước dưng lửa nọ tấn bừng, đạn tay dồn dập đẩy lừng còn chi. Văn thù Bồ Tát từ bi, chèo thiền bát nhã cứu thì trần gian. Gió đưa lướt sóng vườm loan, rước người tu niệm xê sang phỉ tình. Ai mà ta dạy chẳng gìn, thì sao đừng trách mất tình yêu đương. Bàn môn tài phép nào tường, kêu trời dẫm đất cũng thì giả răng. Nói cho bổn đạo liệu tan, chớ theo tả đạo mà tan sát hồn. Nó làm nhiều phép nhiều môn, bùa mê thuốc lú mê hồn chúng sanh. Hành binh sái đậu cũng đành, nếu tin thì mắc tan tành về sau. Bây giờ bất luận người nào, không dùng của thế sắc màu cũng không. Nói cho bổn đạo rõ lòng, ấy lời chương chính mới hồng vinh giang. Địa tiên tài phép đa đan, phi đao vũ kiếm mê ban sát trần. Phật truyền thâu hết phép thần, cứu an bá tánh một lần nạn nguy. Thiên binh bốn thía tứ di, kể sau cho xiết là chuyện ni sau này. Lớp thì ác thú dậy đầy, lớp thì tranh đấu tối ngày chẳng thôi. Kẻ hung chừng đó làm mồi, cho bày ác phú đền bồi tội xưa. Bây giờ còn phải lọc lừa, ráng lo kiếm chỗ đục mua sau này. Hiền lành chừng ấy xâm dày, quân thần cộng lạc mấy ngày vui chơi. Đến đó ta mới mừng cười, nhìn xem ngọc đế giữa đời đỉnh phấn. Thiên hoàng mở cửa cắt lăng, địa hoàng mở cửa mấy từng ngục môn. 10 cửa xem thấy ghê hồn, cho trần coi thử có mà hay không. Nhân hoàng cũng lấy lẽ công, cũng đồng trừng trị kẻo lòng tà gian. Ấy là đến lúc xê sang, tam hoàng trở lại là đời thượng quân. Yêu dân lòng chớ có sợ, ráng tu thì được xem đần tên mây. Người hung chết rất chật thay, nhìn xem bắt thảm ngày rày cho dân. Những người còn được sát thân thì là đài ngọc cắt thân giữa kề. Cho nên mấy cái đoàn dân đó là thôi khổ sở lắm chứ đâu có phải lại đâu. nói rồi đó, mình từ chi tiết nó dữ lắm chứ đâu phải là thường đâu. Cho nên vì vậy đó, cho nên mình bây giờ ráng cố gắng nói cái vấn đề dễ tu, dễ hiểu thôi. Thầy đã nói đó, con người đó, lòng sắc son dám sánh nổi ngàn vàng, khó mua chuộng những người đề liêm sĩ. Đường xa mới rõ biết tài của ngựa ký, lúc nguy nàng tường tận kẻ vô lương. Phụ ông cha làm lắm thói bạo cường, dành ăn uống ganh em cùng ghét cháu. Trời xanh mũi là loài thường hút máu, cũng lắm người mượn kế ấy đã dung thân. Nên thở xưa trời sắp cuộc phóng thần, việc cả quấy lọc lừa dân lương thiện. Mong tạo hóa sắp xong tuồng cổ điển, đặng nhân sanh kiến cảnh thái bình hòa. Ngõ lời khuyên những loại khách gần xa, ráng tu tỉnh hưởng đời chung cực lạc. Trên cửa Phật mùi hương thơm bát ngát, với quân thần phụ tử khải hoàng ca. Ấy là sông bốn nguyễn hiệp một nhà, không ganh ghét dứt câu thù hận quán. Trên kẻ trí lấy công bình phán đáng, với dạng dân trăm họ được im liềm. Trẻ với già dình hai chữ từ khiêm, không còn thấy loạn lưng nền can kỹ. Đạo tôi chúa chặt dình câu chung thủy, đạo thầy trò khắc cốt ghi xương. Đạo cha con chặt giả chữ miếng trường, đạo chồng vợ thung hòa cho đến thác. Biết lễ nghĩa kính yêu cùng cô bác, nội tông cùng ngoại tổ với cậu gì. Thêm kính nhường anh chị kẻo cố tri, mắt chẳng thấy lũ gian phi xảo trá. Để đạo bè bạn bất thân nhân với ngã, chữ nghĩa tình sắt đá mãi bền gắn. Tôi nói các cái đoạn văn nó dễ hiểu, dễ nghe, được tu hành thôi. Chứ sự thật đó bài bản nhiều lắm chứ không ít đâu. Bởi vì nói con người trong cái thời kỳ này đó, cho nên phải biết cao siêu thì nói cao siêu, thấp thì nói cao thấp. Cho nên Đức Phật mới nói đó, nếu ta tìm con đường bắt chánh đạo của Phật mà đi, giữ tâm thanh tịnh làm việc nhân từ, không lòng hờn giận chẳng dễ gắt ganh, chuyên tâm niệm Phật chiếp thế độ đời, đừng chứa điều phiền não để bụng tham lam ích kỷ gây lấy thiện duyên lần lần, trí huệ mở mang cõi lòng sáng suốt thì màn vô minh sẽ bị diệt. Tới chừng lập đời trở lại có ba tiếng sấm, chừng nào tiếng sấm nổ giang thất sơn lộ vẻ đền vàng bỏ tay, nó sẽ ba tiếng sấm. Chứ đâu phải là dễ đâu. Cho nên nó, cái bài đó, cái bài Dũng Bắc Hòa Nam, chừng nào tiếng sấm nổ giang thất sơn lộ vẻ đền vàng bảo tay. Tất nhiên từng đó mới có là lưu ly sa cừ, có là mã não không biết đấy. Cho nên vì cái chỗ đó nó mới có thời gian đó đi. Sao không được? Không biết không? Thầy đã nói đó, cái gì đó trên năm non đó là rồng phụng tốt tươi, miền bãi núi mà sao báo quý. Lầu đài núi cấm lộ nay mai, mà thuộc năm non có các đài. Ông kính nói, cái sau này đó thầy đó là lập hội mà ông kính đi. Đó. Chừng lập hội thì già quá trẻ, khắp quan cầu đổi sát tay hộp, rồi mới Đức Ngọc Hoàng mở cửa thiên môn, đặng ban thưởng Phật tiên với thánh. Thì đây đó, thời kỳ là phân xử chứ không có sao được. Cho nên hôm nay đó cho mình ra tu mới làm hết trơn à. Rồi tới chừng nữa đó xét lại cũng như là học trò. Bây giờ ông học là thầy giáo dạy ông á, thì tới lớp nào thì ông phải lớp nấy, ông cũng là làm y. Thì cái thầy mình dạy đây nó từ bắt đầu đầu tiên đó, ông nói là đạo Phật từ xưa đến nay luôn luôn phân làm hai hạng người. Một là xuất gia, hai tại gia. Hạng xuất gia thì gồm các nhà sư hay ni cố hoàn toàn ly khai gia đình, quê hương bè bạn, thì cái đó là hạng xuất gia. Còn hạng tại gia chưa đủ điều kiện xuất gia thì hai cái đó thì ông phải biết mấy cái chuyện đó, ông làm mà ông không làm được là sau này xử tội ông. Cho nên thầy đã nói đó, ta chí dốc tầm tài nguyệt kiến cho dương trần rọi chuyện sai lầm. Cái đài nguyệt kiến đó ông biết ông tính đấy, đâu phải là chơi đâu. Ngày xưa đó có Tần Quảng Dương đó, cái đài nguyệt kiến đó đó, hồi đó đó mấy ông á, nghĩa là bị tội rồi bắt tội xuống với ông cãi. Cho nên cái đề nguyệt kiến đó ông chiếu lên đó, từ bắt đầu hồi ông làm gì hồi nhỏ xí lớn lên ông làm gì là hoàn toàn không chỗ nào ông chạy được đó. Cho nên thầy nói là ta chí dốc tầm tài nguyệt kiến cho dương trần là rọi chuyện sai lầm, chuyện sai trái của ông. Ông làm đâu, ông chuyện đó ông cãi, ông nói tôi không có làm đó, đâu có, mà ông có làm rõ ràng vì hôm nay là nhìn thấy ông trong đó đó là đề nguyệt kiến. Thì hôm nay đó gặp anh em trao đổi về một ý tu, một ý trong cái vấn đề đạo Pháp, nghe nó ngon lành. Cho nên Đức Phật nói phong tần, tôi nhắc lại thầy nói đó, tự nha như thể các đằng, tùng quân giữa bóng vui bằng hưng châu. Các nơi tiên trưởng đâu đâu, lư vòng hội hiệp đồng chầu Phật dương. Trụ kia bảo ác phải dường, võ dương hữu đức đường đường trị dân. Thì rõ việc phong thần trở lại, thuyền đông pha lèo lái cánh trương. Con lành mau lại Phật đường, cùng thầy cộng hưởng một giường từ bi. Chớ nóng nảy sương si hư việc, phải đợi thời vua kiệt hồi quy. Xử phân những đứa vô nghì, mới là phá lấp chức trì ngọc xoan, khuyên ráng giữ cho tròn đời đạo, đừng cho lại cày cấu lung lắng, yêu tinh vật nuốt đừng tăng, mai nhờ đại thánh phi đằng cứu nguy. Cho nên vì vậy mình có duyên rồi đó, nghe rồi đó, thấm thía mới tu được, còn ông không có căn phần rồi ông đâu có tu được, cho nên có duyên ông tu mới được. Cho nên hồi đó đó, mấy cháu biết lễ nọc hồi đó thì nó nhiều lắm, cái đời xưa đó. Sau thời gian rồi đó, cỡ hòa bình rồi đó, đâu có lễ lọc, đâu có ai đi, ở nhà đâu có ai tu mà làm muốn làm phước, không có ông nào làm những gì đó. Rồi đời này ông tính đi coi, cái khổ sở mình đã thấy tất cả các thế giới đó. Rồi bây giờ tới cái chỗ mình, chết chóc đau thương không biết bao nhiêu. Cho nên vì vậy mà tất cả mọi người đều có căn lành trở lại tu hết. Kẻ tu trước, người tu sau, người tu ít, người tu nhiều, hoàng điều đều có tu hết. Cho nên bây giờ tất cả các em cháu, tôi cũng thường xuyên lên nói trong cái duyên để mạng lắm, cũng là nhắc nhở anh em, nghĩa là trong nước cả ngoài nước, tất cả anh em đang cố gắng để là tu hành, bởi vì nhờ mình có nhân duyên Phật pháp, nhờ thầy xuống đây để dạy dỗ giáo hóa cho mình biết được tội phước nhân quả mình tu, đằng sau này là mình còn sống vào đời thượng vương thứ đức, để chết hết rồi làm sao biết được. Cho nên từ cái chỗ đó phải ráng, anh em mình phải tích lũy trở lại trên mức đường hành đạo để rồi làm ăn là một sự việc của gia đình, còn cái vấn đề tu học mình là một sự việc của là gia đình. Cái tu đó đâu có trở ngại trên đức đường mừng mà ăn đó, ông cũng cúng lại, ông cũng niệm Phật mà ông làm gì cũng làm, nhưng mà trong đó cũng vẫn làm, nhưng mà đêm ngày niệm Phật cho thường, hãy ráng lo lường kim chỉ từ đây, nhớ lời dạy dỗ, ca ngâm Di Đà 6 chữ là trì tâm chớ sờn, phải nhớ niệm Phật. Thì cái đó nó cũng có một phần, cũng có báo một phần, còn cũng thứ không báo, nhưng mà ông báo rồi là mấy cái ông không báo cũng biết hả, vì ông nói sạch trơn hả, thì nên nó biết. Cho nên cái người nhiều khi đó mà không có báo mà mấy ông đặt ra vấn đề đó tính đi, nhưng mà ông thấy là cái đó nói ra nó không tội ý nghĩa, nhưng ngược lại nó không đạt, tuy mặc dù vậy chứ không đạt, vì chư thần chưa kêu. Và ông biết không, thầy nói là mặt dưng mất giận từ bi, thuyền lan trở ngược về thì dầm nao, nhìn xem thiên họ lao sao, không giá nhà nào cũng gọi vài câu, con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha, chừng ấy nổi dậy phong ba, có con nghiệp thú lúc mà người hung, đến chừng thú ấy phục tùng bá gia mới biết người khùng lại. Đó ông tính đó, cho nên thầy mới nói đó ha. Sau khi đó là cái câu này đó, cho nên mình phải sợ lắm đó. Thầy nói đó, lần thứ chót gọi lời kêu thúc, thầy nhắc cho bổn đạo rõ lòng, chừng ơn trên văn được lục thông, thì thầy mới được Tây Đông du thiết, thâu cho được bông long ác nghiệt, thì khắp nơi mới biết mến yêu. Chúng sanh nên tầm quạt ba tiêu, chữa quả diệm nơi tâm cho tắt, thì đạo hạnh ngày kia mới đắc, chớ chứa hờn chứa giữ ích chi. Phận tu hành tay gắt mặt lì, chịu cay đắng của người sang sớt, lòng sầu riêng hãy nên nguôi bớt, đừng thở than bận đến lòng ta, để cho thầy đi dạo ta bà, đặng dạy kẻ đường xa chưa rõ. Nay rừng bụi có người mở ngõ, thì nói theo dấu thỏ rằng dê. Cho nên có trong đó nó có hai dạng, một dạng thì hiểu biết về nghĩa lý thâm sâu, còn cái dạng thì nói nghe thôi, chứ sự thật về nhận lý nó không có đạt được, vì cái nhận chưa có đạt lý, rồi 1-2 năm sau nữa mới đạt lý được, bởi vì mình mới nghe, tất nhiên mình còn cản vì cái chân lý chưa có tìm được. Bởi vì ông biết không, cái câu kinh Kim Cang đó mà mỗi lần ông Thoa nói tôi còn nhớ đó. Nghĩa là 53 vị đại đức là ngũ thập tam gia đa bàn không hết nổi, là tại sao vậy? Làm gì cái lời của Phật nói là thâm thía lắm, ai cũng bằng trúng ý mình thôi. Thì cũng như hôm nay đó, Đức Phật có đưa ra kinh Bát Dụ, ông đưa lên đó là 5 ông mù rồi con voi, nhưng mà ông nào cũng nói cũng trúng hết đó, ông này ông nói đó, ông cũng trúng cái này, rồi ông kia ông cũng nói trúng cái kia, cho nên hoàn toàn đều trúng trong con voi. Chứ sự thật ra đó, nó là vậy. Cho nên hôm nay đó mình đâu có nói mình đâu hoàn hảo tất cả mọi mặt đó, nên vì vậy mình phải biết. Cho nên cái cuốn kinh của Đức Phật mới nói trong cái đoạn văn này là rất hay. Là vì mình đó chỉ Phật mới biết được cái chuyện đó thôi. Y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quan mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Mà cái đó là đâu có mình nói được, tại vì cái đó mình đâu biết. Còn Phật mới biết. Phật là đắc đạo rồi, cho nên Phật mới nói lên. Còn mình chưa đắc đạo, còn nằm chúng sanh còn đang thời gian tu học, còn chấp còn ngã còn mạng còn đủ thứ đó, còn Phật đó đâu còn chấp còn ngã còn mạng gì nữa, còn mình còn ngã, còn ngã rầm rầm, ngã té không mà chưa chịu. Cho nên từ cái chỗ đó đó tất cả mấy cháu gặp chú, cho nên chú không khi nào mà vấn đề mà ngã, bởi vì cái ngã nó cũng có chứ không phải không, nhưng mà ngã không đặt được, bởi vì thầy đó thì dạy mình Nếu là tâm trần tục còn phân nhân nhã thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Mấy con chấp, chấp ta giỏi, ta biết, ta thấy, mà cái đó thì chết điện chứ đâu có gì đâu. Ông chấp là tất nhiên ông chưa đạt đạo, ông chấp là ông chưa hành đạo. Mặc dù Đức Phật đưa lên cho tất cả mọi người nhân ngã, ngã nhân đừng cách biệt, và sắc không, không sắc trở lìa xa. Cái đó là nghĩa gì? Ngàn xưa đó tu không biết mấy chục năm rồi mà chưa biết cái nghĩa đó, không biết cái nghĩa mà nhân ngã, ngã nhân đừng cách biệt, sắc không, không sắc trở lìa xa, đâu biết. Thì hôm nay đó mới biết được, là bây giờ rồi mới thấy được, bởi vì giáo lý của Đức Thầy đi nó sâu sắc, cao siêu, huyền diệu rồi mới thấy được mấy chuyện đó. Hồi đó đâu có thấy được mấy chuyện đó, bây giờ tu lâu rồi mới biết. Thầy đã nói câu nói này đó tất cả mọi người, mặc dù Thầy đã dạy nhiều chỗ chứ không phải là một cái, không biết bao nhiêu thứ đó, trên 20 lời, nhưng mà Thầy nhắc qua tịnh độ. Là vì đây đó, cái thời kỳ hạ nguyên mạt Pháp rồi đó, cái tịnh độ là chúng sanh đó, cư sĩ tại gia rất dễ. Đó, làm ăn rồi niệm Phật, đó, cúng lại ăn chay nó dễ. Cho nên vì vậy mà Thầy đó, mới là dạy cái pháp môn tịnh độ. Lòng thương chúng, thuyết phương tịnh độ, đặng dắt dìu tất cả chúng sanh. Nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật, cầu sanh Phật bất tất cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm, ma, quỷ, xuất sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành thì được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ, dứt cuộc luân hồi. Đó. Mà mấy cháu trai bên nên biết, Thầy nói vậy chứ nó rất khó. Đó, ông nói cái câu đó rồi đó, ông nói lại cái chỗ kế bên đó, ông nói gì văn tản rồi ông nói lại dần dần. À, ông nói đó, mà niệm Phật đi đến chỗ tốt đó, là ta phải bố thí, nhẫn nhục, trì giới mới độ được tham sân si. Vì trong tâm của chúng sanh niệm niệm mê làm chẳng dứt, vì cái vọng niệm của thế trần ấy mà không cho cõi lòng an lạc, phiền não ngăn chia, chân tâm mờ ám. Nên hôm nay niệm được một tiếng Phật thì đưa được một vọng niệm của chúng sanh, mà niệm Phật thì đưa được một vọng niệm của chúng sanh, cho đến khi nhất tâm bất loạn, chừng ấy vọng niệm của chúng sanh đã dứt thì lòng ham muốn còn các tình dục còn đâu mà nãy sanh ra được. Niệm Phật phải niệm bản lai thanh tịnh. Nhóm đồng đạo Thầy ai niệm bản lai thanh tịnh được? Mình tính đấy, trời ơi, đâu phải nói chơi đâu. Chúng sanh tịnh được tam nghiệp mới mong về cõi Phật, mới tính đấy. Tam nghiệp mới mong gì có Phật. Mà tam nghiệp là gì? Thân nghiệp, khổ nghiệp, dĩ nghiệp. Nhưng mà cái đó đó, lục tổ nói là giới đừng quên đó, thân nghiệp đó mày tính đó, chứ đâu phải là nó chơi đó. Nên cái đó đó nó khó khăn với mình đâu. Cho nên cái giới đó phải răng chừa các nghiệp ác, phải tịnh thân, tịnh khẩu, tịnh ý. Đó là cái giới. À, định là ngoài không nhiễm trần, trong không tán loạn, là trong ngoài đều vắng lặng, là huệ. Đó, định tâm địa trống không, trong sạch, niệm niệm thấy tánh, tâm thể quang minh, xoay thấu phương pháp. Tu ba pháp này đạt được tôn chỉ đại thừa đúng pháp, đâu phải giữa trở. Năm dần nhiều nỗi bơ vơ, bước qua năm mẹo như tơ rối cuồng. Thì cái này đó, thời đó đó Đức Phật Thầy tiên tri. Cho nên cái bài này đó, tất cả chúng sinh mà lại nói gì qua phần đạo Pháp đó, thì không thể bàn được cái chuyện đó. Bởi vì các ngài đã nói đó thiên chi địa ca, mà mình bây giờ cũng nói thiên chi địa cao như các ngài, nhưng mà nói không đúng. Là tại sao? Vì Phật nói cái đó nó luận biết ngày tháng năm đó, còn mình cái luận có biết của mình là trong cái tuổi tác mà thôi, sự thật ra không biết được. Làm gì ngài đã nói thiên cơ được, ngài nói mầu nhiệm quyền bí được, còn chúng sinh sự chỉ hiểu biết mà thôi. Cho nên phần nông cạn thì cái chỗ này đó, tất cả các vấn đề thông cảm cho điều đó, cũng nói phớt qua trong cái phần đó thôi, chứ sự thật không có làm sao bàn hết mấy ý đó được. Đó, nói vậy đó. Vì nó là chú là giữa lúc nào vậy phải nói ngay thân, chứ không có nói cái chuyện này mà để được. Cho nên mình đây đó bàn ra chỉ trong anh em đồng đạo trong nước hoặc ngoài nước, nhưng tất cả anh em cũng là nói lên trên cái phần về chân lý Phật Pháp rồi, thì phần tu học ở đâu cũng vậy, cũng là nói gì cái lẽ phải, nói gì chân lý tuyệt vời hết, không có nói cái vấn đề mà xa chạy gì đó, phải nói bằng sự thật. Đó, thì hôm nay đó cũng nhân viên gặp mấy cháu. À, rồi chú cũng nói lên trong cái phần này một ít, chỗ này qua chỗ kia ít vậy thôi, để mà luận về trong cái sự tu hành của mình. Cho nên cái thời này đó Thầy đã kêu gọi tất cả mọi người là tu kiếp nếu không quá trễ. Tại sao tu kiếp là như thế nào mà trong thời gian này đó Thầy kêu gọi? Vì Thầy ra đời năm nay đó 1939, mà năm nay đó là 80 mấy năm rồi. Cho nên cái đời đã hết. Sau khi Thầy ra đời Thầy kêu nó hạ nguyên đây đã hết đời, thì cái đời nó hết rồi mà dần dần tới 80 mấy năm rồi. Thì tất cả anh em mình hôm nay đó Thầy đã kêu lại, là vì anh em mình đó là hạng tại gia cư sĩ, cho nên cái sự tu đó, nó có sớm có muộn. Nhưng nhân viên anh em gặp sớm thì tu sớm, gặp muộn thì tu muộn. Nhưng mà hôm nay đó cần để dục thúc tất cả mọi anh em để rồi ráng cố gắng trong thời này, thầy ra đời không phải là dễ đâu. Đức Phật mới xưa kia mới đưa ra là kim thân năng đắc, kim chỉ đắc, là Phật Pháp năng văn, kim chỉ văn. Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Mà hôm nay mình được nghe Pháp như thế này, mà nghe thầy đang có chân lý xuống như vậy, thì cái duyên mình không biết pháp lớn mà nói. Cho nên cái chỗ đó đó, có cái căn lành mới hiểu được mấy cái phần này. Cho nên có thiền căn mới sớm lại cửa thiền, mới biết được trong cái lời nói của Phật Pháp. Còn bằng không nó không khi nào nghe được. Vì đời ta giống thiệt không dây, vô duyên khó biết lời thầy nói sao. Cho nên cái lời thầy nói rồi mình không có căn lành là biết không được đó. Cho nên hôm nay tất cả các em cháu cũng có nhân duyên, cũng hiểu biết được trong phần tu học của mình đến đây, để rồi trao đổi với mình trong cái phần này, để rồi chi để mà ra còn gặp gỡ nhiều anh em nữa đó. Sự hiểu biết mình có một phần là cộng với sự biết của tất cả mọi người, chứ đâu phải một mình được vậy đó. Mà mình cũng chưa phải là giỏi, là sự hiểu biết cũng có một phần ít rồi để trao đổi với anh em qua phần tu học của mình đó. Bây giờ cái này đó mấy cháu hỏi thêm trong cái vấn đề đó cái cô dạ. Mà dạ vậy thì kính thưa ông Út, thầy nói là trời giông gió sái mùa sái tiết, mà ông thấy hiện giờ cái nhiệt độ mà nắng nóng giờ nó kéo dài quá, nó có phải là đúng như là thầy mình tiên tri không? Bởi vì dần dần cái thời kỳ đó là tất nhiên nó phải đổi thay. Trời giông gió sái mùa sái tiết, nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi. Bởi hồi xưa đó khác mà thời nay nó khác, không có giống được. Cho nên vì vậy mà thầy nói đó. Bởi vì cái trời này đó, thời kỳ này đã xế rồi. Thầy ra đời trong cái thời kỳ thầy mới ra đời đó, thì cái đời đó nó chưa có xế, mà bây giờ đã xế chiều rồi. Thì bây giờ biểu mình phải tu mau đó, làm đâu đó tất cả mọi chuyện Phật Pháp cho nó gần gũi cái kề cận một bên, sống còn dài như ngàn xưa của Đức Thầy ra đời nữa. Cho nên vì vậy mà anh em ráng đó mà tĩnh tâm thì tất nhiên là đạt được ha. Thầy nói là mê với tỉnh nhân nhận ra là lý, là bởi vì chúng sinh nằm trong cõi mê không mà nhận ra thì rất ít. Mê với tỉnh nhân ra là lý, thế dương trần ngủ mãi ngủ hoài, thức dậy mà tầm đạo kiếm bài để thi cử khỏi mang tiếng đất đó. Ngủ này là ngủ gì? Ngủ là ngủ mê danh, mê lợi, mê tình, chứ không phải là ngủ như mình mà ngủ là bằng đêm đó, đó là danh lợi tình. Cho nên hôm nay mình chưa có thức được là vì chưa xác được cái đời là khổ cày cận một bên rồi, mà mình nghĩ rằng cái đời nó còn xa vời. Cho nên mình như vậy cùng mê chạy theo dục lạc, danh lợi, vật chất tất cả bên ngoài. Cho nên vì vậy mà thầy đã kêu mình phải ráng đó, buông bỏ tất cả mọi mặt nó đi, dầu có mần một phần nào cuộc sống của mình thôi, chứ đừng có làm quá. Cho nên vì vậy hôm nay đó thầy đã kêu mình đã dục thúc trong vấn đề tu. Bởi vì là tu mà không có mà gấp rút đó, thì cái thời kỳ tử thần tới rồi làm sao mình tránh được. Cho nên từ cái chỗ đó thầy biểu ráng tu rồi mà chết, chứ đừng có chết đến mà chẳng có tu. Cho nên hôm nay đó tu rồi mà chết, tu sao chết? Tu tất nhiên nó là có tâm linh, thì Đức Phật đã cứu độ cho mình khỏi trong cái cảnh khổ. Cho nên vì vậy mà Đức Thầy mới đưa ra tất cả một cái ký cho mình đã biết, để mình tu sau này nó vượt qua trong cái cảnh tai nạn khổ hại đó. Bởi vì hổ lang ác thú muôn bầy, lớp bay lớp chạy sau này đa đang, ai mà ăn ở nghênh ngang đón đường nó bắt Satan sát hồn đó. Rắn to tên gọi mãng xà, trên rừng nó xuống nó tha dương trần. Ai mà tu tỉnh chuyên cần, làm đường ngay thẳng, có thần độ cho đó. Ông làm cái đó nó tốt rồi, tất nhiên nó, thần độ ông vượt qua trong cái cảnh đó. Cho nên ông biết đâu ông đi đường xa không vậy nó, lòng sáu chữ nhớ không có ngớt, thì nạn tay cũng thắt như không. Chữ lục tự trì tâm bất diễn, thì lâm nguy có kẻ của mình. Cho nên vì vậy mà tất cả anh em hôm nay đi đây đó cũng có nhân viên Phật Pháp mới làm được chuyện này, chứ không có nhân viên Phật Pháp thì cũng không đi được. Vì biết được tội phước mới làm mấy chuyện này, không biết tội phước làm sao làm mấy chuyện này đâu đó. Như vậy thì cũng rất tốt để mà làm cái vốn này, để mà trao đổi với anh em cô bác, để nói lên trong cái phần tu học của mình. Thì bây giờ đó mình đó, bây giờ trong cái thời này đó, bởi vì biến chuyển thời kỳ của trời đất rồi, cho nên thầy mới nói mà thời này đó thầy xả tội tất cả những loại chúng sinh. Thầy nói là noi chí đức hoàng thang lực chế, đời không hay những việc xa vời, gặp cơn mưa ta hãy cho tới, lúc hạn nắng từ bi giúp nó, cảnh thế tạo càng làm thoáng mõn, giống di trùng thường đục khổ tim, đến cơn đau phương thuốc phải tìm, gặp biến thước qua đà lấy thế, rồi kim với cổ nhìn xem thế hệ, cũng có ngày và tội ư thiên, nẻo đục rong cạn tỏ cơ quyền, mực đã cạn lòng yêu chẳng mạng, Ai coi qua xin đừng bỏ lạc, gắn công tình dạch lá tầm sâu. Nay dương trần gặp buổi mưa ngâu, phải sớm hứng giọt sương đông hạ. Điên nhân nghĩa điên gì đạo cả, thôi chào đời khép bữa cửa buồn dân. Có thiện căn sớm lại cửa thuyền, câu niệm Phật chờ ngày chung cuộc. Có hay mấy cái đó là mấy cái đoạn kết hay lắm. Cho nên vì vậy mà được gặp anh em, rồi trao đổi với anh em trong cái phần này. Đó. Dạ thưa ông Út, thì Đức Thầy mình cho biết là khổ với thảm ngày nay có mấy, sợ mai sau dòm thấy bay hồn. Cái gì mà bay hồn với ông Út? À, cho nên Thầy nói đó, cái cuộc khổ này nó dữ lắm. Dạ. Cho nên chết chóc khổ não, cho nên Thầy đã chỉ cho mình. Đang chi, trong mà vượt qua cái cảnh đó. Thầy nói đó, sau khi rồi đó nhà cửa đồ đạc tiêu không còn cái gì đó, khắp thế giới cơ nhà tan nát rồi cùng sớm làng thưa thớt quạnh hiu. Bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu mà nay tận diệt, không phải tận diệt đâu còn đó, mới lập đời trở lại khắp lê thứ biến di thương hải, mới dùng phép màu lập lại thượng hơn diệt thiên cơ khùng tỏ sạch trơn cho tầng hạ từ nơi lâu lý. Thì cái này có biết không biết bao lớn nữa. Cho nên cái đó là kể ra những khốn khổ của mình sau này không à. Cho nên bây giờ chưa thấy đó, bây giờ chưa thấy nó thì chưa tin. Đến đây cũng dứt dạng kinh nhất, ai biết sửa tâm linh mới màu rồi nam mô lòng sợ nguyện cầu chúc cho bá tánh muôn sầu tiêu tán. Thì bây giờ chưa thấy nó chưa sợ chưa tin. Chứ bây giờ ngày nào đó Thầy đã nói hoàn toàn là đã tới hết, tất cả nói gì ra đều có đấy hết. Cho nên hôm nay đó mình tu hành đó, Thầy đã biểu mình trong vấn đề tu phải sửa phải đổi, sau này đã biết được gặp được Thầy gặp Phật, tất cả mọi mặt không còn gian khổ nữa. Cho nên nó tu là tâm trí nhu mì, tu hiền tu thở vậy thì cho xong. Tu cầu cúng dứt tổ tông để cho bá tánh máu hồng bớt rơi, tu cầu cha mẹ thảnh thơi quốc dương thủy thổ chiều mới phản hồi, rồi tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tà xe nó tính đấy. Rồi người tu phải lánh hơi men, đừng ham sắc lịch lắm phen lị mình. Tu là sửa trọn ân tình, tào khăn chồng vợ bố kình đừng phai. Tu cầu Đức Phật Như Lai cứu dân qua khỏi nạn tai buổi này. Chữ tu chứ khá trễ chày, phải trao phải sửa, nghe Thầy giải khuyên. Cho nên tất cả mọi mặt nghe lời của Thầy tổ đã dạy rồi thì hoàn toàn đi đến cái chỗ thành công đạt đạo. Cho nên hôm nay đó tất cả các em cháu đi gặp mình nhau để rồi trao đổi về trong Phật pháp một ít thôi, nhưng mà hoàn toàn về cái chân lý tuyệt vời, không có chỗ nào mà nói chuyện không có đúng cái chân lý Phật pháp, nói chân lý không đó. Cho nên ngày xưa đó mình còn danh còn lợi, cho nên Đức nghĩa là Phật mới đưa mình lên đó, là mình con người đó là con rồng cháu tiên, cũng gốc ngày Thượng Đế xuống trần. Hoài đầu nghe tiếng chuông ngân, trở về nơi cũ cho gần Phật tiếng, thấy sanh chúng quá ghiền cánh tục, nên nhiều lần dục thúc muôn dân, bạch tinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật và lập thân cõi trần. Vượt cảnh khổ muôn phần u ám mà ganh ghét hờn thì thảm muôn bề, khuyên trong nam nữ chợ quê, cúi đầu thượng thiện đốc trong về Tây Phương, tu cho kẻ bạo khiêm nhường, đẹp lòng cha mẹ của quyền chợ trong. Cho nên ráng tu. Bởi vì sau khi đó Thầy đó kêu mà gọi mình đó, con cháu phải làm bổn phận tu hành đó, phải làm mà hiếu hạnh sao mới đạt được mục đích. Thầy nói đó, đắc đạo rồi cứu giấc tổ tông, cũng như Phật xuất gia thở trước, chừng nào đắc được lục thông, giấc hồn cha mẹ tổ tông bãi đời, về cực lạc thánh thơi an dưỡng, ấy là ngày ban thưởng công tu. Ráng tu đắc đạo cứu cụ quyền, phát chốn mê đồ đến cảnh tiên, ngõ đáp ăn dày công sáng tạo cho ta hình dốc học cơ quyền, râu ngoài biết giữ đạo tâm trai, đắc quả thành công cũng có ngày, thách tổ cụ quyền nơi chính suối, những mong hộ tấn biết tâm trai. Đó, tâm trai hậu tấn phải tu thân, bến giác chẳng xa cũng chẳng gần, trời Phật thương người lo độ tận, muốn cho giải thoát phải tu thân. Nên vì vậy mà phải ráng cố gắng tu hành đạt được mục đích đạo pháp. Thầy mình rất dễ dãi vì cái thời này đó, ông xuống đây ông dạy mình đó là canh tân cái đạo. Ngày xưa đó Đức Phật dạy nó khó khăn lắm, Thầy mình bây giờ ra đây mở đạo thời kỳ này canh tân đạo. Cho nên Đức Phật Thầy đang đấy đó, ngày xưa đó là bữa cháo bữa rau cũng ăn phận khó, còn hơn người bán chó treo dế, khác thì uống nước tạo khê, đói ăn ma phạn, tối về canh thân đạo. Đó, Đức Huỳnh Giáo Chủ nè, Đức Phật Hoàng Thiên Lĩnh Giáng Trần, Huỳnh Gia chuyển kiếp lập đời Tân, giáo truyền đạo thức diệu sinh chúng mà chủ ý chọn người dạng tư. tính thôi. Bây giờ mình tu theo tứ ân đó, cho nên muốn làm tròn nhân đạo phải giữ dặn tứ ân trước hết, phải tránh tam nghiệp vừa thập ác. Cho nên vì vậy mà phương tiện tu trong thời kỳ này lắm, tất cả mọi người không chịu tu, chứ có nhân viên là hoàn toàn tu rồi đi đến chỗ thành đạo, không khi nào sao chạy được. Tu là tất nhiên phải thành đạo đó. Cho nên Út biết trong vấn đề chân lý Phật pháp ngày xưa đó, coi kinh luật nhiều lắm. Đó, mày biết tao tới tuổi tới bây giờ là 80 mấy tuổi mà không ít có cái nghề nào không coi cái lực, không ngày nào không coi cái lực. Ngọc nhờ lao ngọc mới rạng ngời, mà kim mày dũa kim kim mới lắm, mày không coi là sao biết. Cho nên sau khi á, trước đột tối lần xưa đó, nghĩa là ông thầy ổng là ngũ tổ là Hoàng Nhẫn, vì ông về bên phương Nam để truyền đạo, mà ổng nó về đó làm gì tổ sau này đó là thầy mình. Hồi nãy là tôi đọc là Đức Phật Tây Trang, ông nói đó phương Nam rạng ngọc chối là lưu ly hổ phách mấy tòa đài cung, dành cho kẻ lòng trung chánh trực mà quân cùng thần náo nức vui tươi. Liên hoa đua nở nụ cười, trước tôi lưng đóng chào người chân tu. Chân tu vậy ngon lành lắm, hơi ráng thôi. Cho nên mấy bây giờ cũng ráng cố gắng mà làm được cái Phật pháp. Chú đó học hồi xưa đó kinh lực, bởi vì mình đó nhà thì sống được chứ không phải là giàu sang, nhưng mà rất thông thả con người lắm, mà người ta còn hơn mình nữa. Nhưng mà tại vì mình có duyên, có căn, cho nên mình đã theo trong kinh lực. Tao mới biết từ điển mới tính đấy, cuốn mà trồng cao mới tính đấy, tao không phải lấy đâu. Dạ thưa ông Út ơi, Đức Thầy mình cho biết là tuồng đời như pháo trăm ngòi, sao mà Đức Thầy mình biết không? Bởi vì cái tuồng đời như pháo trăm ngòi, mà cái pháo phải trăm này nổ liền đó, cho nên bây giờ phải tính cái tuồng đời như vậy đó. Bởi vì cái tuồng này nó không phải nó lâu được. Muôn năm thiên định khắc kỳ, mày tính là một cả muôn ngăn lắm, mày định rồi chút mày tính đấy. Cho nên vì cái chỗ đó đó thầy đã nói trong cái thời kỳ nó khổ với thảm ngày nay của mấy, sợ mai sau dòm thấy bay hồng. Bởi vì cái đời nó là trừ tà gian, nó còn thượng chỉ tồn mấy cảnh sông máu núi xương ta thiết, rồi trần như thế bây giờ nào biết, chừng nhìn xem hư thiệt mới thường. Ta bây giờ tu niệm tầm thường, nhưng mà sao danh thể xa hương thấp chốt đó. Thầy nói cô thầy đó, thì nãy mày nói cái câu đó hồi nãy đầu đó, bây giờ trở lại đó. Bởi vì cho nên nó tới chừng đó là khổ sở lắm, chứ đâu phải là vừa đâu. Thì bây giờ chưa thấy, thì nó chưa thấy đâu có biết, nó có làm. Cho nên cái đời này đó, các cháu nó nên nhớ rằng đó, tuổi nhỏ như các cháu cũng khó khăn tu hành lắm, chứ không phải là dễ đâu. Tại vì cái đời nó trị lạc không, đâu có mà lo, ăn nào mà biết làm hiền, nhịn nhục chòm sớm anh em, đâu có làm gì, mà mạnh được yếu thua, vì cái đời này nó khác lắm. Cho nên thầy ra đời đó, thầy đã cảnh báo tất cả mọi người. Thầy mới nói đó, bọn gái mới ra đường thơ thất, bỏ sạch trơn này nếp ông cha, khắc tánh tình người cổ nước ta, nên phải chịu đớn đau đủ cách, trai với gái ráng coi sử sách, đứng trung thần với kẻ triết đinh, dọn về trong mới gọi đẹp xinh, chứ mang lốt về ngoài chẳng tốt. Mới tính đấy, mang về ngoài xong chứ về trong có dọn dẹp sửa đổi gì cái tu học của mình đâu. Dạ ông Út ơi, thì có phải là năm mèo này là khổ đi tới luôn không ông Út? Bây giờ mày biết không, anh em nó cũng nhiều lắm, nhưng mà cái khổ của mình nó phải dần dần tới. Cũng như cái bồ lon con đã siết đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hoài, chứ không có ý nào mà cắt được. Vì cái khổ sở này cho mình biết. Cho nên Đức Thầy đã nói đó,